Rồi, chào tất cả anh em nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em một số cái phòng trị trong bệnh lương xương bột, lương giống anh em. Thì nói chung là phòng thì mình cũng có nói với anh em rồi. Thì cũng có mấy cái clip mình có chia sẻ cho mấy anh em về cách phòng trị một số cái loại bệnh. Thì bữa nay thì bữa hổm mình có giới thiệu cho anh em một cái sản phẩm liver ha. Và cái mình có nhắc tới Antigo, nhưng mà hổm mình hết rồi, mình chia cho ông kia hết, mới mình cho cái bọc luôn, mình không có ấy. Quay cho anh em, bữa nay mình chia sẻ cho anh em số cái sản phẩm mình trị lương bên mình, như anh em mà muốn cần thì mình sẽ chia cho ha. Riêng cái sản phẩm lết này, mình cũng nói khá nhiều. Mấy anh em xài cái sản phẩm này hổm gài thì mấy anh em nó cũng có hiệu quả, nhưng mà cái là nó gộ lương nhiều ha. Lý do là cái sản phẩm nó tương đối là mạnh, diệt nấm với ký sinh trùng rất là hay luôn nè. Thì anh em nào nuôi lươn giống, lươn thịt thì cũng phải chuẩn bị cho con trai này. Chung thì này để mình diệt khuẩn định kỳ thôi nè. Nói chung thì nó khá là ok, nó gốc đồng nha, đồng nano nè anh em nói nè. Đó. Thì cái này thì mình cũng có cái chia sẻ rồi. Khi mình đánh vô lương á thì nó có cái là nó gộ, nó chạy ha, nó chạy trong vòng khoảng nửa tiếng nó rút vô nè. Cái liều lượng ở đây là tạt trên bể xi măng mình là 0,5 đến 1 ml ha, trên khối ha. Còn nếu mà chị á là mình chị là 0,5 đến 2 ml. Đó. Đánh vô nó chạy trong vòng khoảng 30 phút nó sẽ rút vô nè. Cái này chị á, nếu như mà anh em nào muốn chị hiệu quả đó với những cái bầy lươn mà nó ra dây á, nó ra dây chạy gốc ha, thì anh em chạy cái đó là cái biểu hiện sớm nè, nó bị nhiễm cái ký sinh trùng á. Còn nếu như mà anh em để trễ quá chị không nổi nha. Còn một thứ hai nữa là anh em nếu mà chị á, chị theo kiểu mà mình giữ lại á một số cái thì nó bị nặng đó nè, thì mình đánh mình lợi thải á, thì cái thằng nào yếu quá thì nó vô không được luôn, mình bỏ phần đó luôn ha. Thì cái phần này thì mình cũng có chia sẻ cho mấy anh em rồi về cái chai highlight này, hay của sản phẩm của công ty châu Âu ha. Đó. Thì đây bầy lươn của mình đang chuyển ăn chuồng quế nè. Anh em thấy ăn nó lươn ăn xong nó rút vô anh em thấy không? Vậy là lươn nó ổn. Đó, lươn như thế này là ok, này mình chuyển thức ăn. Này mẫu 500. Đó. Ăn xong rút vô hết, thấy không? Chuyển cái ăn trùng quế hơi dơ, chưa thay nè. Đây thì cái đợt rồi mình thu này nè, rồi cũng có quay cho anh em xem, đang cho ăn trùng rất là mập. Lương ăn trùng nó đều hơn cái lương anh em nãy thấy ăn thức ăn không? Này mới có tuần 10 ngày đó nè. Hổm có quay cho anh em rồi. Rồi cái sản phẩm bữa hổm mình có chia sẻ cho anh em ha. Đó là cái sản phẩm Antigo, nhưng bữa hổm mình có đưa cái catalog thôi. Thì cái sản phẩm này á nè. Nó sản phẩm này á mình chỉ cái giống hệt như cái của liver luôn. Đó, hai này đi xong với nhau nè. Đó, gan thận nè, có mũ ha, xuất huyết lở loét phù đầu. Thì đây là nó trị diệt khuẩn virus, nhận bên gan thận mũ xuất huyết phù đầu luôn nè ha. Thì những cái sản phẩm này thì hai sản phẩm này mình đi chung. Nếu như mà cái phần nào anh em bị vừa vừa, bữa anh em tạt xong ha, tạt xong mấy anh em thay nước, khoảng nửa tiếng anh em thay nước xong mấy anh em cho, còn ăn được thì cho ăn. Còn sản phẩm này đặc trị là không, nếu mà lương bỏ ăn thì mấy anh em tạt cái liều nó cao một tí. Đây cái gốc của nó đây nè. Thường thường mấy anh em coi á, thì mấy anh em thường thường hay nhìn cái thành phần đó, để thành phần nên thấy anh thấy không? Thì cái phần này á, thì anh em nó tạt ra nó có mùi hơi mùi giống cà lo, mùi nước tẩy nè. Đó vậy cũng rất là ok. Này tạt thì trong vòng cũng khoảng 20 đến 30 phút mình thay ha, mình chuyển qua mình cho ăn này. Còn nếu như không á, thì mình có thể ngâm luôn. Nếu mà thấy con lươn nó không chịu dây á, tạt vô mà nó không chịu dây đó, gom cục vô mà nó không chịu dây, nó cũng giống như của thằng đồng kia hai lết, nhưng mà cái là nó nhẹ hơn tí ha. Cái này cà lo, còn kia là đồng
thì cà lo nó thì mấy anh em nó diệt khuẩn rất là ok luôn. Nó giống cái dạng như của BKC nhưng mà cái mùi nó hăng hơn, à, nó hăng hơn. Thì gói gói nửa ký nha, gói nửa ký. Thì mấy anh em muốn ấy thì mình sẽ chia cho anh em. Hổm gài thì mình cũng đưa cho mấy bà con mình xài cũng rất là nhiều. Đối với liver thì anh em cũng thấy rồi đó, liver thì chị rất hay, hổm gài mình cũng cung cấp anh em những cái sản phẩm này rất là nhiều luôn rồi. À, những sản phẩm này chị đặc biệt là cái phù đầu anh em ha, với sức huyết nè, với lở lét, đa số là này, ha, thằng này nó cũng vậy, thằng này mình ngừa cũng ok lắm anh em. Nếu như mà ngừa thì mình sẽ kết hợp ha, xen kẽ giữa thằng này và cái thằng hai lết ha, và muối, ha, muối hoặc iốt. Thì mấy anh em nuôi thì mấy anh em cũng lưu ý là mình khi mà mình sát khuẩn á, mình không nên sát khuẩn một loại, đặc biệt là cái lương do lương thịt, cái thịt mấy anh em vô hồ thì mình thường thường là mình sát khuẩn bằng muối hoặc là iốt thôi. Thì nếu như mà anh em lâu lâu mấy anh em đổi cái sản phẩm diệt khuẩn á, thì nó sẽ diệt được cái nhiều cái loại vi khuẩn hơn, và cái sản dạng như sản phẩm của mình nó bị lờn thế này, xài lâu thì cái vi khuẩn nó sẽ bị lờn. Do đó thì mấy anh em nên đổi cái thường xuyên đổi cái sản phẩm diệt khuẩn định kỳ của mình. Nhiều khi mình để nồng độ muối nhiều quá thì nữa cái con đó nó sẽ bị lờn đi, độ mặn nó không đủ chết nữa, mình chuyển sang iốt thì nó cũng bị lờn luôn. Xong đó mình chuyển sang gọc đồng hoặc chuyển sang cà lo, nó lưng phiên vậy đó, thì nó diệt khuẩn được nhiều hơn ha. Thì đối với cái bịch này như 190 ha, này mình cũng có 190.000 thôi. Hiện tại chỗ mình đang đấy, còn bịch này là 209 ha, 290.000. Hai sản phẩm này anh em nếu như mà anh em ương lương giống anh em cần có ha. Thường thường là hổm gài thì mấy anh em hay bị cái dạng ký sinh trùng này, ký sinh trùng với nấm này là ok nè. Và một cái nữa là phù đầu ha, phù đầu đỏ mang rồi đó, mấy chị rất hay. Đặc biệt nếu như mà anh em còn lương mà còn ăn được thì mấy anh em cứ trộn ha, trộn khoảng 5 ngày anh em này, tạt và tạt trộn 5 ngày định kỳ theo cái không theo cái hướng dẫn trong trong cái thành phần anh em thấy có cái cách dùng. Thì đối với cái bể xi măng này anh em thấy là 0,3 gram thôi, cái lượng nó rất là ít thôi ha, cái lượng nó rất là ít nhưng mà hiệu quả rất là cao nè. Nếu mà anh em đánh mấy anh em liều lượng đo cho nó kỹ tí, 0,3 gram thì nó chưa tới 1 gram đó nè, thành ra là cái nó chưa 0,3 gram cho khói mà cái phòng bệnh này, còn cái trị bệnh là 0,6 gram, nó gấp đôi lên nè, nó chưa tới 1 gram nữa. Do đó mấy anh em cân sao cho nó phù hợp nè, tại vì thường thường mấy anh em xài quá liều là lương nó hay bị sốc đó, phải đúng liều lượng cho nó. Nếu 0,6 gram thì mấy anh em tính cái muỗng cà phê khoảng 5 gram thì mình đánh khoảng 1 gram trên khói đi đó, đánh như là một vòng trên khói mà người chị đi, thì mấy anh em khoảng chia ra nó khoảng 1/5, 1/5 muỗng cà phê đó. Đó, mấy anh em chia sao cho kỹ ha, tại vì thường thường mấy anh em vô bể mấy anh em tính không kỹ đó, nên thành ra đánh qua quá liều sao cũng sốc khúc, sốc khúc thì con lương mình nhiều khi nó yếu nó cũng chịu không nổi nha anh em. Còn cái sản phẩm ăn này thì nói chung thì nó cũng dễ hơn đó, cái sản phẩm cho ăn thì nó đây, cái liều đó là nó 2-3 gram trên ký thức ăn, nó cũng rất là lãi đâu, nhưng mà cái hiệu quả của nó rất là cao, bởi vì cái giá của nó rất là cao nè. Còn cái sản phẩm nữa tàu màu cho anh em, cái sản phẩm mà hiện tại đang được mấy anh em ưa chuộng, cái sản phẩm phết á, sản phẩm phết xài cho cái lương thịt đó mình cũng có chia sẻ cho anh em rồi á. Cái sản phẩm phết đó thì ở mình sẽ để hình vô ha, mình có chia sẻ rồi một số cái trên cái shop đó. À, mình có giới thiệu cho anh em có một số hộ ta nuôi đó, màu nó rất là đẹp tự nhiên luôn em, màu rất là đẹp. Và một cái nữa là nó kích thích bắt mồi rất là dữ luôn. Ăn thức ăn là nó, mình không phải là mình gãi ngay chỗ nó mới ăn, nhiều khi anh em thấy là khi mà mình gãi cái sản phẩm phết nó vô đó thì nó sẽ có một cái là gì, nó sẽ kiếm con lươn, nó sẽ tự kiếm bắt cái thức ăn để nó ăn. Còn nhiều khi mấy anh em cho ăn gãi thức ăn bình thường vô cái ngay chỗ nó mới ăn, hoặc là nó nổi lên chút xíu là nó nghỉ ăn ha, hoặc là chìm là nghỉ ăn. Còn cái này là mình gãi vô là con lươn nó sẽ đi kiếm mồi ha, và khi mà thay nước xong thì mấy anh em thấy là nó sẽ quần quần nó đi kiếm mồi đó nè đó.
Thì bữa nay mình chia sẻ cho anh em một số cái về cái sản phẩm này, rồi mình có nó bộ ba sản phẩm mình có quay cho anh em xem đó. Thì thật ra nó rất là hiệu quả, thì mình chia sẻ cho anh em để mấy anh em có thể xài. Bữa hôm có hứa thì cái Antigo thì mình đây, mình sẽ bữa nay mình sẽ đưa cái bao bì cho anh em xem. Bữa hôm thì cái tên thôi, cái tên và cái công dụng đó, mình để cái Antigo này cho anh em xem ha. Thì nếu như mà anh em nào đang sử dụng xài lươn giống, lươn thịt thì cũng ok lắm. Mình có đưa cho một số anh em xài rất hay. Cái này nào xài được mấy quán giới thiệu cho anh em ha. Rồi, có một số cái chia sẻ với anh em vậy. Anh em nhìn lươn nó ăn rồi nó mạnh là nó không bao giờ nó ra. Còn lươn nó yếu yếu là nó ra liền. Đặc biệt là khi mà nếu mà thời tiết này nó đang chuyển nắng lại, nắng lươn mình sẽ bắt đầu nó có dấu hiệu lại. Mà đang mưa, chuyển đang nắng chuyển sang mưa thì nó cũng có xuất hiện một số dấu hiệu bệnh đó nè. Nó chênh lệch về nhiệt độ, nhưng mà con lươn yếu là sẽ bị nhiễm liền. Do chúng ta định kỳ, mà định kỳ diệt khuẩn mà chúng ta xài có một loại rồi đó thì nó dễ bị. Còn cái nữa thì anh em nên đổi. Cha khoáng khoán đổi nha, những cái sản phẩm diệt khuẩn định kỳ để cho nó đừng có khác, mà cái mầm bệnh nó sẽ hết luôn. Rồi, chào tất cả anh em ha.